Kính chào quý thầy cô và các bạn, chúng em đến từ lớp cao đẳng điều dưỡng 17D. Hôm nay chúng em xin được thuyết trình về đề tài trực khuẩn lao. Vậy trực khuẩn lao là gì? Trực khuẩn lao là vi khuẩn thuộc sống Mycobacterium họ Mycobacterium mycin. Giống như Mycobacterium là nhóm vi khuẩn kháng cồn kháng axit, gồm có 71 loài, trong đó chỉ có một số ít gây bệnh trên người và động vật. Vi khuẩn lao được phân lập bởi Rabeckhoff vào năm 1882. Tỷ lệ mắc bệnh lao giảm xuống sau khi có sự ra đời của hai loại thuốc là Streptomycin vào năm 1946 và Simavon vào năm 1952. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bệnh lao có dấu hiệu tăng trở lại và có điều trị hơn do lao kháng thuốc chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng. Đặc điểm sinh vật học. Một, hình dạng trực khuẩn lao có hình thẳng hoặc hơi cong mảnh kích thước 0,3 đến 0,5 x 2,5 micromet đứng trên rễ hoặc thành từng đám. Vi khuẩn không có lông, không di động, không có vỏ, không sinh nha bào, nhuộm cyanobacterium. Vi khuẩn bắt đầu màu đỏ, có thể nhuộm huỳnh quang, quan sát ở kính hiển vi huỳnh quang, vi khuẩn có màu vàng sáng trên nền xanh đậm. 2. Tính chất nuôi cấy. Trực khuẩn lao rất hiếu khí, trong môi trường kỳ khí cũng phát triển được, nhưng cằn cỗi và thưa thớt. Vi khuẩn phát triển rất chậm, thường sau 1 đến 2 tháng trên môi trường mới có khuẩn lạc. Nhiệt độ thích hợp là 37 độ C, pH 6,7 đến 7. Môi trường nuôi cấy đòi hỏi phải giao chất dinh dưỡng. Trên môi trường đặc là nguồn tài, vi khuẩn mọc khoảng 1 tháng, khuẩn lạc dạng NR khô sừng xì màu trắng vàng giống như chiếc súp lơ. Trên môi trường lỏng sa đình, môi trường tổng hợp, trực khuẩn lao mọc thành vãng, nhăn nheo khô và dính vào thành bình, đáy cỏ lặng còng. 3. Cấu tạo trực khuẩn lao gồm có các thành phần. Lipid lớp sạp chiếm khoảng 40% trong lượng khô. Các chất lipid có một quan hệ chặt chẽ với cấu trúc các tế bào làm cho vi khuẩn có tính kháng axit. Đây là đặc điểm cấu tạo của trực khuẩn lao khác với các vi khuẩn khác. Lớp sạp được phân tích có nhiều yếu tố, có yếu tố gây bệnh tích, có yếu tố chỉ mang tính kháng nguyên. Các thành phần khác như protein, polysaccharide, vi khuẩn có nhiều yếu tố sợi ở vách và chất nguyên sinh là những yếu tố gây bệnh. Trên thân vi khuẩn lao có những hạt nhiễm sắc thể bắt màu không đều, những hạt đó có tên là mạt. Trước đây người ta cho rằng những hạt mạt có vai trò trong việc sinh sản ra các vi khuẩn mới, sau đó hạt mạt đã được xác định chỉ là những điểm nguyên sinh, chất có cấu tạo khác nhau để bắt màu khác nhau mà không có vai trò trong sinh sản. 4. Sức đề kháng. Trực khuẩn lao có sức đề kháng tương đối cao với các yếu tố lý hóa so với các vi khuẩn không sinh nha bào khác. Vi khuẩn không bị tiêu diệt bởi một số kháng sinh như penicillin hoặc với thuốc nhiễm malichit, nên những chất này thường cho vào môi trường nuôi cấy để ức chế tạp khuẩn. Vi khuẩn bị tiêu diệt ở nhiệt độ 70 đến 80 độ C trong 10 phút. Trong đơm ẩm, vi khuẩn có thể sống được một tháng, trong sữa có thể sống được nhiều tuần. Các thuốc sát khuẩn như Kezo, Chevo, Formaldehyde có thể tiêu diệt được vi khuẩn. Khả năng gây bệnh. 1. Gây bệnh cho người. Bệnh lao là một bệnh xã hội lây lan dễ ở các nước kém phát triển. Nước ta có tỷ lệ bệnh lao cao. Bệnh lao gặp trên 50% ở những người bị bệnh AIDS. Trực khuẩn lao xâm nhập vào cơ thể chủ yếu theo đường hô hấp qua những giọt nước bọt gây lao phổi, chỉ 10% các bệnh lao. Các mô của phế nang bị vi khuẩn xâm nhập tạo ra những ổ chứa vi khuẩn, sau đó đến hạch, lipho trong phun rồi đến các mô khác. Trực khuẩn lao có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, thường qua sự bò tưới, gây lao dạ dày, ruột. Ngoài ra, trực khuẩn lao còn có thể vào cơ thể qua da, giác mạc, sinh dục nhưng rất hiếm. Từ các cơ quan bị lao đầu tiên, trực khuẩn lao theo đường máu hay đường bạch huyết đi khắp cơ thể gây bệnh lao thử phát như lao màng não, lao màng bụng, lao xương, khớp, hạch, thận. Vi khuẩn lao không có nội và ngoài độc tố, người ta chưa xác định được yếu tố độc lực của trực khuẩn lao, có thể là tập hợp của nhiều yếu tố, trong đó sợi và lớp sạp lipid ở vách tế bào có ý nghĩa quan trọng. Sau khi khỏi bệnh lao, người bệnh có cả miễn dịch, dịch thể và miễn dịch tế bào, nhưng kháng thể không có vai trò bảo vệ.
Hai cái bàn thực nghiệm, chuột lắng là súc vật thường được sử dụng nhất để gây thực nghiệm. Ngoài ra, thỏ khỉ cũng cảm nhiễm đối với trực khuẩn lao. Chuẩn đoán vi khuẩn học, bệnh phẩm có thể là đờm phân, não tủy, nước tiểu. Tùy theo từng thể bệnh lao, bệnh phẩm có thể tiến hành theo xét nghiệm trực tiếp hoặc sau khi xử lý với hóa chất để làm long đờm và diệt dẹp khuẩn. Sau đó ly tâm lấy cặn nhuộm son hoặc mua cấy nhuộm son trực tiếp làm tiêu bản từ bệnh phẩm, nhuộm gel, lysen hoặc nhuộm huỳnh quang, phát hiện vi khuẩn kháng axit trong bệnh phẩm cho chuẩn đoán sơ bộ vì chưa xác định với vi khuẩn lao. Trên thực tế, dựa vào số lượng từ 10 đến 99 vi khuẩn trên 100 vi tướng sẽ kết hợp với các dấu hiệu lâm sàng và ít quan là rất có giá trị trong chuẩn đoán. Nhuộm son trực tiếp là phương pháp được sử dụng chủ yếu trong chuẩn đoán bệnh lao nếu dương tính được gọi IFB, IC-FAS, BFLUX, trực khuẩn kháng axit, trước đây gọi là BK cộng, nuôi cấy. Bệnh phẩm sau khi được xử lý nuôi cấy trên môi trường lỏng sao tơn hoặc môi trường Levustin hoặc cả hai môi trường để nhiệt độ 37 độ C, theo dõi vài tuần đến vài tháng. Nếu có khuẩn lạc thì xét hình thái nhuộm son hình thể. Khi có trực khuẩn kháng axit thì khẳng định tính chất sinh vật hóa học. Kỹ thuật nuôi cấy tìm vi khuẩn lao cho thấy kết quả rất chậm nên chuẩn đoán thường dựa vào các kỹ thuật khác. Hiện nay, một số nuôi trồng nuôi cấy nhanh đang được nghiên cứu để sử dụng chuẩn đoán bệnh lao gây bệnh thực nghiệm. Đây là phương pháp nhạy nhất và được dùng trong cả hai trường phương pháp trên không xác định được tiêm bệnh phẩm hoặc vi khuẩn đến nuôi cấy dưới da chuột được lan theo dõi chuột 1-2 đến 5 tuần. Chuột cởi mòn và chết nhanh. Một chuột lấy hạt lympho to, phổi có nốt bá đậu, có hoại tử và có hạt lao. Gen có nhiều hạt lao dễ nát, lát to gấp 2-3 lần bình thường. Có những hạt lao phòng bệnh và điều trị phòng bệnh, phòng đặc hiệu dùng vaccine BCG cho trẻ sơ sinh, trẻ lớn và người lớn khi dùng phản ứng mang chót âm tính là loại vaccine sống, lấy trực khuẩn lao bò cấy, chuyện nhiều lần trên môi trường có một bò làm cho trực khuẩn mất khả năng gây bệnh nhưng gây được hệ miễn dịch tốt. Các biện pháp khác nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện sống và làm việc, phát hiện sớm bệnh nhân lao và điều trị triệt để. Điều trị các thuốc điều trị trực khuẩn lao như INH, Kefaspicin, Faracimamid, Ethambutol được dùng phối hợp với điều trị trong thời gian dài trong 6 đến 9 tháng, trừ Piracinamide điều trị trong 2 tháng. Bài thuyết trình của chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.